cửa ải 99.999 viên gạch ở vạn lý trường thành rút một viên là sụp đổ. Là kỳ quan nhân tạo dài nhất thế giới, vạn lý trường thành có chiều dài 21.196,18 km, theo Cục Quản lý Di sản Văn hóa Trung Quốc, sách. Nổi bật trong số các cửa ải của vạn lý trường thành, nằm ở sa mạc Gobi và cực Tây, gia dục quan còn được gọi là thiên hạ đệ nhất hùng quan. Được xây dựng vào đầu thời nhà Minh, khoảng năm 1372, gia dục quan là công trình quân sự cổ đại còn nguyên vẹn nhất. Ngoài tác dụng phòng thủ, gia dục quan còn là một trạm dừng quan trọng của con đường tơ lụa huyền thoại, kết nối Trung Quốc với khu vực Tây Á và Trung Á. Có một giai thoại ly kỳ về việc xây dựng cửa ải này. Cụ thể, một người am hiểu kiến trúc và số học Tên Dịch Khai Chim sống vào thời nhà Minh 1368 đến 1644 được giao cho nhiệm vụ là thiết kế cửa ải và ước tính số lượng gạch chính xác để xây. Theo tính toán của ông, gia dục quan cần dùng tới 99.999 viên gạch để hoàn thành. Nghe vậy, viên quan phụ trách không tin nên liền nói chỉ cần tính sai một viên gạch thì toàn bộ binh lính sẽ phải lao động khổ sai trong 3 năm. Sau một thời gian, gia dục quan hoàn tất nhưng lại thừa một viên gạch. Viên quan đang chuẩn bị trừng phạt Dịch Khai Chim và binh lính xây thành thì Dịch Khai Chim liền nói viên gạch thừa vốn do ông đặt tại đó từ trước, nếu xây dịch ra chỗ khác, cả đoạn tường thành sẽ sụp đổ. Viên quan không tin đó là sự thật nên liền bỏ viên gạch thừa đi, đoạn tường thành lập tức đổ sập xuống. Do đó, những binh sĩ phải xây lại gia dục quan lần thứ hai. Sau khi xây xong, viên gạch được đặt đúng vị trí ban đầu. Từ đó, công trình này vẫn tồn tại suốt nhiều thế kỷ qua cũng như viên gạch thừa nằm trên bức tường của gia dục quan.